Chiều qua ngày 19 tháng 8, qua tuần tra kiểm soát địa bàn công an phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, phát hiện hai nhóm người đang tụ tập đánh bài tại một nhà dân, bất chấp quy định phòng dịch của chính quyền thành phố đưa ra trong 7 ngày. Theo đó, công an phường Tam Thuận kiểm tra tại nhà của bà Ngô Thị Bích Trang, 47 tuổi, trú tại kiệt 72 Đinh Tiên Hoàng, phát hiện hai nhóm gồm 3 nam, 4 nữ đang tụ tập đánh bài ăn tiền dưới hình thức chơi bài tiến lên và chơi bài phỏm. Tang vật thu giữ là hai bộ bài tay và tiền mặt dùng cho việc đánh bài. Qua làm việc, bà Trang thừa nhận số người đánh bài trên đều là những người quen biết trong xóm. Vì ở nhà buồn nên rủ nhau qua nhà bà đánh bài giải khuây. Đáng nói hơn, Đà Nẵng đang trong thời gian 7 ngày vàng giãn cách xã hội. Ai ở đâu thì ở đó, nhưng số đối tượng này vẫn bất chấp tụ tập vi phạm quy định phòng dịch. Hiện vụ việc đã được công an phường Tam Thuận hoàn tất hồ sơ xử phạt theo quy định của pháp luật.